Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa năm và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa năm nha anh em. Rồi, tiếp tục là mình sẽ thực hiện những cái thử thách của anh em đã comment ở trên kênh của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một yêu cầu, đó chính là làm về Nunu nuốt cả thế giới. Nunu nuốt cả thế giới thì anh em sẽ nghĩ ngay đến những cái trang bị gì lắp cho nó bây giờ. Nếu có thể chơi Nunu theo một cái phong cách nó mới mẻ hơn thì nếu như mà cái round đi chợ sắp tới thì mình có được thiệp vàng thì mình sẽ chơi Nunu tiên hắc ám chẳng hạn. Đấy. Như thế thì mình nghĩ nó rất là bá đạo. Kiểu như nó sẽ được hồi rất là nhiều cái lượng mana và tiên hắc ám kết hợp với đó chính là đấu sĩ. Không biết là có ổn áp hay không. Ai đây? Bảo Ngọc. Rồi. Và cũng như là nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem và muốn mình xây dựng về đội hình gì, làm về đội hình mà anh em yêu thích thì anh nhớ comment ngay ở phía dưới giúp mình nhá. Mình sẽ là người thực hiện cái đội hình đấy cho anh em xem. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và đây chính là những nguồn động lực để mình có thể làm những cái video mỗi ngày cho anh em xem. Rồi. Bán máu thành công. Chúng ta có 80 máu. Ui. Đúng là không uổng công bán máu. Thìa vàng là đây chứ đâu ạ. Được không anh em? À, giá như một phiên đi chợ nào mà bán máu mà lại cũng có thìa vàng như này thì tuyệt vời biết mấy anh em nhỉ. Mỗi trận đấu thì nó sẽ có một cái cơ chế ra đồ khác nhau, tùy vào nhân phẩm của anh em nữa. Đây. Nhỏ thì có vẻ như là chắc là cũng không có đâu. Nhờ anh em bu bám với thìa vàng lắm. Thích lắm. Rồi, xem nào. Ôi trời ơi. Có cả LeBlanc, có cả Nunu luôn. Được luôn anh em. Đây đây đây, đây. Nunu tiên hắc ám luôn. Được chưa các bác? Và thêm một cái trang bị Quyền Trượng Thiên Thần à. Quyền Trượng Thiên Thần không biết là có ổn áp hay không. Mình chợt nhận ra là khi mà chúng ta lắp cái tiên hắc ám này cho con Nunu thì nó sẽ kiểu như là bị tốn đi một cái slot đồ ấy. Thế ở đấy tại sao mình không lắp cho kiểu như là con Vladimir mà búp cho Nunu chẳng hạn, đúng không? Cay thật. Đúng là gọi là vội vàng quá cho nên là có những phát xử lý nó hơi sơ sài một chút. Thôi không sao, không sao, không sao. Có gì tìm con Nunu khác thay thay thế thôi anh em. Chứ bây giờ thì chắc là cũng không thể nào mà lấy ra được. Hoặc là những cái round mà kiểu như ăn quái chúng ta mà có được cái trang bị 500 ma thuật thì mình nghĩ nó sẽ giúp chúng ta xử lý được pha này. Ok. Như này thì chúng ta sẽ có được hai đấu sĩ giúp cho Nunu của chúng ta trâu hơn. Và trang bị cuối cùng và lắp cho con Nunu này thì mình nghĩ khả năng nó sẽ cần một cái trang bị hồi phục như là kiếm súng Hextech, hoặc là nếu như mình em không có thì chúng ta có thể sử dụng đó chính là bàn tay công lý nhá. Đây, chơi đồ theo hoàn cảnh chứ mình cũng không bắt ép anh em chơi đồ theo như mình đâu. Có thì lắp cũng ngon hơn. Còn bàn tay công lý cũng không phải là dạng tôi đâu. Hôm nay khả năng là chơi thiên thần kết hợp với thần sứ. Nunu, Nunu. Ui, khả năng kéo trận này thắng rồi. Đang 4 stack thua. Bây giờ tự nhiên thắng trận này thì mình nghĩ lại mất chữ thua mất. Cho tôi thua đi mà. Cho tôi thua đi mà. Và rớt. Ôi, may quá, khả năng là thua được. Nunu nuốt chắc là không lại Syndra rồi đâu. Syndra phiên bản siêu Saiyan này thì ghét lắm. Ok, cậu được ước thấy. Mình sẽ sắp xếp đội hình lại một chút. Đây, này thì có vẻ dễ dàng hơn. Đội hình này thì ăn 10 mẹ bãi đá cũng được. Đúng không anh em? Mong là cái round này sẽ ra cho chúng ta thêm một cái BF đi. Không thì một cái nước mắt. Mà nếu may mắn nữa thì thêm một cái thìa đi cho nó máu. Nếu mà thêm một cái thìa nữa thì mình sẽ chơi con Nunu màn siêu cấp. Đồ gì đây? Ôi trời ơi. Ôi, cầm một cái đai máu.
Còn gì hot nữa không nào? Ăn lâu thế. Đây. Một con Zira. Long tộc à? Thôi, không long tộc nữa đâu, sợ lắm rồi. Mà có thì cũng chơi đấy. Có mỗi con Zira thì sao mà có thể chơi được bây giờ đây anh em. Bây giờ thì đội hình chúng ta đã có thêm một chút tái tạo nhờ sự giúp của con Vladimir. Đã có thành viên lên cấp độ 6 rồi. Người chơi úp cấp rồi. Ghê quá. Úp cấp sớm thì chúng ta sẽ giữ được máu. Ông này thì chơi cái gì đây? Ôi, Nocturne 2. Sát thủ, thần sứ và tái tạo. Ủa, đội hình khá là hiểu hệ nhưng mà mình đoán không nhầm là người anh em này khả năng là chơi sát thủ kết hợp với tà thần, nghi lắm. Nhưng mà level 6 mà Ron có con Vecod kia để giành cái kia thì mình nghĩ là cũng khá là nguy hiểm. Ôi, con Zika cho không lại coi. Ủa. Cái dịch này thì có gào đơn mục tiêu này thì mình nghĩ là thất đạo chịu nổi đúng không anh em. Chọn đồ nào. Uầy, mình sẽ lấy một thanh bép Soraka. Và chúng ta đã có được 3 trang bị hoàn chỉnh cho Nunu của chúng ta rồi. Nếu như mà mình thay vị trí của con Soraka và Vladimir thì chúng ta sẽ có được 2 thần sứ đấy. Mình sẽ úp cấp và bây giờ mình nghĩ là đây. Bây giờ chúng ta không thể nào mà bị bắt máu nữa rồi. 6 trận thua rồi anh em ạ. Không thể nào mà thua nhiều quá được. Bắn máu thì cũng phải có cái chừng mực. Nếu như mà chúng ta thắng 2 trận thì có khả năng chúng ta vẫn sẽ lấy đồ được thứ hai thôi. Trong khi đấy thì những cái trang bị của chúng ta đã có hoàn chỉnh cho Nunu rồi. Giờ đồ méo nào mà chuẩn được. Đúng không? Ôi trời ơi, người anh em 2, 4 uầy, 5 ác quỷ kết hợp với 2 kỵ sĩ. Đội hình khá là chất đến từ vị trí của Windblow. Ôi trời ơi, cái nền giật kinh đấy. Có cả diệt khổng lồ thế này thì ông là nhất rồi đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem Nunu gánh team được hay không. Một mình anh chưa biết rồi đâu. Uầy, khả năng là được rồi anh em ạ. Nhìn con Nunu khi mà có cái trang bị kiếm súng Hextech khác biệt một chơi một vực so với những con Nunu bình thường phải không nào. Ôi giời mẹ, ra thằng nào là cạp đấy. 10.000 đam không? Uầy, Nunu một sao mà gây tận 23.000 đam ạ. What the fuck. Đấy, quá à, thanh niên chơi ác quỷ cũng phải thét lên luôn mà. Nunu một, what the fuck. Hai vãi trưởng. Nunu một mà gây tận 20.000+ đam. Không phải chắc sợ rồi. Đái ra máu liền anh em. Thế mà Nunu xuất cấp nó phải khác đúng không anh? Người này thì đã đủ gọi là nuốt cả thế giới cho anh em xem chưa? Nếu thích thì hãy nhớ kéo xuống ấn like và đăng ký kênh. Cũng như là ấn thêm quả chuông. Mỗi khi mình ra video mới nhất anh em sẽ là người đầu tiên nhận thông báo nhá. Đây, để lại một bình luận để mình có thể biết là anh em vẫn đang tương tác với mình. Ông này thì level 5 có 50 tiền. Không biết là đang tính chơi cái gì đây nữa. Nunu nuốt luôn. Còn Nunu thì được cái nuốt mẹ sát thương chuẩn. Ui rồi, cứ một nuốt là một thằng. Ác thế. Đấy, mẹ, đa số là cái lượng sát thương chuẩn không anh em ạ. Thích vãi nồi. Ok, vì đi chợ này thì cũng không có hàng rồi. Không có hàng kiểu như là cái thiệp vàng hay là cái con ấy gì đấy. Chắc là mình sẽ lấy một cái nước mắt đây. Ok. Nước mắt nếu như mà có thêm cái thiệp vàng thì mình sẽ lắp kiểu như là một cái tái tạo nhân tạo chẳng hạn. Đấy, đại loại là như thế. Đội hình có vẻ hơi thiếu một đấu sĩ một chút. Đã có sẵn set ở đây rồi. Mình sẽ lên cấp độ 7 và sẽ cho thêm set nữa vào đội hình của chúng ta nó hoàn chỉnh. 3 thiết đặc ám kết hợp với 4 đấu sĩ. Bây giờ là Nunu mới gọi là dạng gọi là tôm tét rồi đấy. Dạng con rồi đấy anh em ạ. Chút nữa mà mình lên được kiểu Nunu 2, sau đó thì Nunu 3 thì
chắc là mình nghĩ là cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ai đây? Đó chính là Bảo Ngọc. Đội hình của Bảo Ngọc chơi suy vong, có thi vàng hắc ám. À có thi vàng thôi. Có rất là nhiều găng. Nhưng mà mình sợ nhất là cái con Vayne này nó bắn vào Nunu thế thì... Ôi đi ôi, mất chuỗi tháng rồi anh em ơi. Vayne bắn sát thương chuẩn, kinh quá. Đội hình của chúng ta đã bị đánh bại trước Bảo Ngọc sao? Ok thôi. Bình tĩnh thôi anh em. Không mình gì phải vội vàng cả. Chúng ta có Z2, Nunu, Rai này. Đây. Con Nunu này thì mình sẽ kiểu như là chúng nó sẽ thay đồ chẳng hạn. Nhưng mà sợ bán nó đi, sợ nó dỗi, nó không ra nữa thì cay lắm anh em nhỉ. Đợi nốt cái vòng ăn bãi sói xem tình hình nó như thế nào. Bây giờ thì vẫn chưa có trang bị thứ ba dành cho Nunu với công nào. Ai đợi? Đó chính là Z nhóc 102. À quá. Ông này thì khả năng là chơi Virus luôn. Thì về late game có thể đổi trang bị cho con Kele cũng được. Nunu nuốt LC nhê thanh niên Rail rồi. Bọc rất nhiều giáp lại con trâu thế này. Tiếp tục là một trận thua rồi. Cay rồi đấy. Bắt đầu nóng mặt rồi đấy anh em ạ. Lượng máu thì đã bước sang cái vùng nguy hiểm dưới 50 máu. Vùng này thì mình nghĩ chúng ta sẽ phải xem xét lại cái đội hình, làm sao cho nó phù hợp với cái tình thế của trận đấu. Rồi. Giờ là 4 đấu sĩ phải khắc bọt liền đấy anh em ạ. Và để có thể roll tìm Nunu 3 sao thì mình nghĩ là cấp độ 7 và cấp độ 8 đây là hai cấp độ khá là phù hợp. Chúng ta tìm kiếm những cái vị tướng 3 vàng và 3 sao. Cấp 7 cũng được, cấp 8 thì đội hình của chúng ta cũng không có gì cho vào nữa ấy, kiểu như vậy như thế. Cho nên là mình sẽ chơi cấp 7. Nunu 3 rồi tính tiếp. Đây. Đúng cái thứ mà mình mong chờ đây rồi. Đó chính là cái năm châm ma thuật. Ui, phát hai con Nunu luôn. Để có thể rút ngắn cái quãng thời gian lên Nunu 3 ấy. Thì mình sẽ không bán con Nunu đi đâu. Để dành. Nhất quyết là không bán nhé. Xem có trang bị gì nó phù hợp hơn thì mình sẽ để có lắp. Và cái này thì chắc là mình sẽ lắp thông đạo dành cho set đại ca của chúng ta. Để có thể giữ máu thôi. Ai đó? Đừng có ai đó. Uầy. Hiệp sĩ kết hợp với thiên thần à? Hôm nay thì trang bị này cho Shinra khả năng là chơi Rai à? Chứ là chúng ta sẽ biết thôi. Bây giờ là Nunu của chúng ta đúng chất là nuốt cả thế giới luôn ở đây anh em ạ. Nuốt hết. Đói lắm rồi. Nunu phiên bản bụng đói đây anh em ạ. Ok, 8.000 đam. Hình này thì chúng ta chỉ cần... Ôi xổi, ôi cái gì đây? Đúng ý chưa? Nunu tái tạo. Kết hợp với kiếm súng. Một cái quyền trượng nữa chứ. Cái này thì mình sẽ lắp cho con xung quanh thôi. Kiểu gì thì chúng ta cũng búp cho con Nunu phải không nào? Đấy. Chứ nếu mà lắp cho Nunu luôn thì có vẻ như là... hơi tồn cái lượng slot đồ ấy. Đây, nó thích về ở bên này cơ. Đồ nhẹ phát. Morgana chúng ta có tiên hắc ám rồi cho nên cũng không cần. Ivern này. Rồi, lắp luôn cái quyền trượng thần này đi. Quyền trượng thiên... quyền trượng thiên thần này thì... Cái này thì là quyền trượng thiên thần chứ không phải quyền trượng ác thần. Quyền trượng ác thần thì có vẻ nên ngon hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải lắp luôn đi. Không đòi hỏi gì nữa đâu anh em nhỉ. Thái hẳn sẻng. Rồi anh em cũng dồn trang bị cho Vayne. Khả năng nếu như mà có Draven thì sẽ sớm muộn gì cũng cho Draven mà thôi. Quyền của Thái cũng phải chịu thua cho con Nunu phiên bản về nhà ăn cơm rồi.
Ok. Giờ là ai trùng qua đất này nữa? Morgana. Nunu, ui rồi còn 3 con nữa thôi. Nhanh. Lên cấp 8 thì bây giờ chúng ta kiểu như sẽ có thêm một con Ivern nữa thì quá là tuyệt vời. Và nếu như mà may mắn thêm một chút nữa anh em có thể thay vị trí của con Warwick. Đấy, kiểu như Ronda con Volibear ấy cho vào là chúng ta thể có thêm một chút tà thần nữa. Như thế là đội hình binh. Bờ in binh. Viego thần sứ. Ui trời ơi. Khả năng nếu như mà Nunu của chúng ta bị thu nạp thì có vẻ như rất là nguy hiểm. Mà mình tin tưởng anh Nunu. Nó sẽ nuốt trước khi mà nó bị nuốt. Đấy. Nuốt trước khi bị nuốt. Cố lên. Mày bướng này. Nào thằng nào. Ui, thằng bản pha ke này. Sợ chưa anh em? Bây giờ Nunu con này không phải là con Nunu nữa rồi. Con này là con gì chứ? Nó bất tử rồi anh em ạ. Chưa thằng nào định đánh bại được Nunu này luôn. Chúng ta ra thứ hai. Không biết là có lấy được Heimerdinger hay không. Lấy được thì ngon quá. Kiểu như tôi đã sẽ cho vào sớm luôn ấy. Để có thể hoàn thành đủ bộ 6 tái tạo. Ok. 6 tái tạo thì đã đủ rồi nhưng mà slot vẫn chưa đủ. Đây là chúng ta thể bỏ hai đầu sĩ đi nhờ. Bỏ hai đầu sĩ đi. Vậy là đội hình chúng ta sẽ có 6 tái tạo. Nhưng mà phải lên cấp độ 8 cái đã. Soraka.32 tiền. Này, Soraka vừa lên 2 sao thì mình tính gọi là thay đổi nó cho Hammer ấy, nó lên 2 sao thì hơi tiếc tí. Thôi, bình tĩnh. Không thể nào mà sống vội được. À ok, chơi Vel'Koz. Này chơi thần sứ. Này thì chơi Draven thì phải. Ui. Vừa nhìn kinh ấy. Hay chơi Virus luôn. Nhưng mà hãy cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của Nunu đây. Nhòn. Đánh thoải mái Nunu, đánh thoải mái. Đang càng đánh nó càng tích mana nhanh. Đồng nghĩa với nó sẽ kiểu như là hút hết luôn. Châu cỡ nào thì cũng bị cái lượng sát thương chuẩn nó đập vào to như này thì cũng phải chịu rồi. Kết hợp với cái trang bị quyền trượng thiên thần này ấy, thì chúng ta lại mỗi khi mà sử dụng skill thì nó sẽ tăng thêm cái sức mạnh kỹ năng nữa. Quá là tuyệt vời phải không anh em? Rồi. Thắng liên hoàn. Ragat. Một chút nữa thôi thì chúng ta cũng lên được cấp 8 à. Tôi bình tĩnh, cấp 8 thì cũng có 35% ra được những vị tướng 3 tiền. Nhưng mà lại có thêm một chút Ronan những vị tướng 4 tiền và 5 tiền. Ok. Để xem tình hình nó như thế nào đã rồi tính. Ai? Đó chính là Bảo Ngọc. Đội hình của Bảo Ngọc thì hồi nãy là mình thua. Bây giờ để xem là ai mới là người phải thua cuộc đây. Sợ chưa? Ui rồi ôi, 3.900 đam sát thương chuẩn, 4.300, 20.000 sát thương chuẩn. Cứ mỗi round này thì nó kiểu như là nó lại một lần nữa lập kỷ lục. Và để xem là con Nunu của chúng ta nó gây được bao nhiêu cái lượng sát thương chuẩn. Nhiều nhất nhá. Gragas. Là rất nhiều. Mình em muốn công hiến nhưng mà trận này mình lại không muốn chơi Gragas chút nào. Tiếp tục là một Nunu. Ôi ôi ôi, hai con nữa thôi. Này cho Ivern vào là đẹp bài rồi đúng không anh em? Soraka thì có thêm thần sứ một tí tí cũng được. Ok. Nếu bây giờ mình bỏ hai đấu sĩ này đi thì sẽ cho được đó chính là 6 tái tạo vào. Một set với cả con Warwick.
khá là ổn đấy. Để xem những trang bị gì cuối cùng đây. Đồ gì đây? Rồi, may quá có thêm 2 tiền. Một round ăn quái. Cực kỳ đang nhớ. Cái cung này khả năng chúng mình sẽ lắp cái củ đao vậy thôi. Volley bia luôn. Thôi. Mình nghĩ là sẽ phải bỏ hai đấu sĩ đi là vừa thôi. Vladimir. Bán con này đi. Bán con này đi. Sẽ phải bỏ thêm thanh niên này đi chúng ta mới có được tá thần anh em ạ. Đây. Ok rồi. Này thì lắp cho Vla đi. Thế anh em đội hình như này có ổn áp hay chưa? Ui ông này có cái trang bị quỷ thư, ma pháp sư kết hợp với hiệp sĩ sao, kỵ sĩ nữa. Nunu không biết là có nuốt được hay không đây. Cố lên em e. Nuốt đi nào. Hay quá. Nuốt hết. Châu cỡ nào cũng nuốt. Nuốt mày luôn. Đâu nào nữa. Còn mấy thằng thông đạo này thì mình nghĩ chắc xử lý vài giây thôi. Cái gì đây trời ơi. Sao lại không phải là thần sứ hoặc là ma pháp sư. Không thì một tà thần nữa thì ngon. Này chắc mình sẽ lấy một cái vút mạ ám này đi nhờ. Thì có thể một trang bị phòng thủ dành cho Nunu. Sẽ giúp cho Nunu của chúng ta nó đỡ bị khống chế một chút. Ivan 2, ngon. Này lắp cho này. Hợp lý chưa? Thằng gấu nó có bên này thì nó mới đảo đảo. Đây, cho thằng LeBlanc nó được hưởng cái bút bẫy hắc ám này đi. Rồi, bình chưa anh em. Ai đây? Bây giờ thấy rồi. Đội hình anh em này khả năng là chơi khá là nhiều hệ. Nhưng mà những cái lượng trang bị chính là dành cho Viego. Wing. Con Volibear là một trong những con khống chế mà mình cực kỳ thích. Và hai trang bị này anh em đang thắc mắc tại sao mình éo lắp luôn đúng không? Mình đang đợi thêm cái thiệp vàng xem có hay không. Kiểu cho anh em xem đội hình trong mơ luôn ấy. Có một thiệp vàng nữa, kiểu như là thiệp vàng hắc ám thì chúng ta sẽ lắp một cái tà thần nhân tạo nữa thì ngon. Này bán đi. Một con Nunu nữa thôi nào, cố lên anh em. Xem mini chợ sắp tới có tái tạo hay là tiên hắc ám. Đây, hôm nay thì chơi Varus. Hôm nay thì chơi Threat, Carry. Ôi giời ơi, ma pháp sư, kỵ sĩ. Tụi hình ai cũng rất giá gì vào này nọ rồi. Và hiện tại chúng ta đang phải đối đầu với đội hình của nhóc Ace 102. Virus nhìn đồ rất là lực. Ui rồi, nhưng mà có vẻ như Nunu của mình nó không ngán bố con thằng nào hay sao ấy nhở. Thôi anh em, cái khắc chế con Nunu này là cái cách gì bây giờ chứ. Ui chứ nó cứ nuốt thế này thì mẹ. Kỵ sĩ hay là hiệp sĩ thì cũng cho đứt hết nhở. Có gì hot hay không? Ui, có Nunu. Đừng nha. Có duy nhất một con Nunu thôi. Đúng là thứ mình cần bao nhiêu lâu nay rồi. Có cái quyền trượng thiên thần này đấy thì chúng ta có thể lắp cho Hammer cũng được. Ôi rồi ôi, bị lấy rồi. Vậy thì chắc là mình sẽ lấy một cái thủ bão mẹ đi. Tôi báo cho Nunu thêm tí tốc đánh. Nunu nào, một con nữa thôi mà. Làm gì mà khó khăn thế. Đúng không anh em? Một con nữa thôi làm gì khó khăn thế không biết. Cay thế nhở. Nunu này chẳng lẽ anh lại lừa em. Đúng không? Mỗi con nữa thôi. Anh vơn ra rất là nhiều nha. Đấy anh em thấy không? Ma càng zone càng không ra.
Đúng, kiểu chúng ta mà dính vận đen phát là dồn không ra ngay, nuốt phát hai nuốt, nuốt thứ ba nào. Ui cái gì đây, lượng sát thương quá khủng khiếp ý từ vị trí của em con. Khả năng chúng ta đã bị thua mất rồi anh em ơi. Héo ổn rồi. Mà bị khống chế phát là hẹo ngay. Tức là mình đã có vút bẫy cho Nunu của chúng ta rồi. Bây giờ là bắt buộc phải roll tìm Nunu 3 thì mới có thể vào top 1 được. Nunu vẫn không ra anh em ạ. Lừa. Nhanh đi anh ơi. Người mà em luôn tìm kiếm lâu nay. Ui rồi, nhìn đội hình ông này nhìn khiếp ấy. Thiên thần thiết giáp này có quỷ thư khắc chế mình vãi nồi luôn. Bây giờ này thì cũng có con Kata đồ rất ghét. Thread một kéo một mạng. Nhưng mà sao mà có thể kéo được con Nunu của chúng ta bây giờ. À lại thua ông kia hơi cay nha. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn anh em ạ. Hôm nay có cái phong kiếm. Ở bên này thì Lux Carry rất khó. Mặt hình 8 thần sứ đã quá là khỏe rồi. Đây một cái quỷ thư luôn. Cái này thì cho gấu thì cũng là hàng cực phẩm phải không nào. Đây sắp xếp sang bên này một chút để kiểu như mà chúng ta khi phải đối đầu với Velcot ấy thì nó sẽ xoay xoay cái con rồng con mình sẽ đã lắp sẵn ở bên kia rồi. Bây giờ mà nó xoay vớ va vớ vẩn nó xịt vào gấu của chúng ta thì cũng mệt lắm. Yo thêm một cái quỷ thư nữa, à một cái quỷ thư. Nunu gấu hai rồi đây này, còn gì nữa đâu mà không ra hả anh Nunu ơi. Đây rồi, bây giờ thì mình tự tin khoe cá tính ở đây anh em ạ. Nào thằng nào đây, thằng này hồi nãy bắt nạt mình đây này, bắt cả Hammer luôn. Ok luôn anh. Chơi hết. Hôm nay thì ui rồi ôi, sắp lên Kama 3 rồi, sợ quá, sợ quá. Phải đấm ông này thôi. Một nuốt 5.000 đam. Nuốt thứ hai. Ui giời ơi, 6.600. Anh em xem đam kỹ vào nhé. 7.000 đam. Nào. Ui giời ơi, 8.000. Thằng nào bước xác ra đây. Ôi rồi 10.000. Phải trưởng 10.000 đam một cú cắn. 41.000 đam chuẩn. Con này là con mẹ chú bắt giới à. Ăn gì mà ăn ghê vậy. Con này mẹ Nunu phiên bản chú bắt giới rồi anh em ạ. Mẹ nuốt thế này thì mẹ không có thứ nào đỡ được. Đây là ông này sắp xếp đội hình để có thể tấn công mình này. Đội hình Mao sư kỵ sĩ vẫn rất là trâu bò. Như rồi này, ông xếp như nào ông xếp. À chết rồi hất tung hất tung. Má éo kịp đổi rồi. Nhưng mà người anh em này có vẻ như hất tung bị nhầm mất rồi. Hất vẫn là hất tung gấu. Rồi 5.000 đam. 6.000 đam. Xịt thoải mái. 7.000 đam. Rồi. Ui rồi. Vẫn là 7.000 đam. 9.000 đam. Rồi. Xịt thoải mái. Xịt thoải mái. Xịt thoải mái. 10.000 đam rồi. Ui xổi ơi. 70.000 cái lượng xe thương chuẩn. What the fuck. Kéo gì đang xảy ra như đây. Liệu đây có phải là một trong những cái vị tướng có khả năng gây được nhiều lượng sát thương chuẩn nhất tại mùa năm hay không? Anh em hãy comment cho mình biết nhé. Đây, tăng tiến sức mạnh hơn nữa.
đuổi thiên thần thiết giáp vẫn vào top khá ổn áp. Yo. Ôi giời ơi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một đợt nữa sức mạnh của Nunu. 6.000 đam, 7.000 đam. Rồi mà tính đam anh em bây giờ cũng chả biết nào nữa. Đấy, cứ nuốt thế này phải cho đối thủ bay hơi một cách trắng trợn. 10.000 đam rồi, 10.000 đam phát nữa, 11.000. Ui ôi 12.000, ui ôi 13.000 và 80.000 lượng sát thương chuẩn đến từ vị trí của Nuno. 3 sao anh em ơi. Rồi xong, chả biết lấy cái gì. Theo mình thì chắc mình sẽ lấy một con Virgo này bán cho nhiều tiền. Bán nhiều tiền úp cấp 9 cho thêm một tà thần cũng được. 60 tiền thôi lên luôn đi. Trong này bay vào sớm luôn anh em. Có Kama đây thêm thuật sĩ này cũng được này. Phủn áp ngay. Này thì lắp đại cho con này thôi. Đội hình này thì mình nghĩ là đỉnh của shop rồi chứ còn gì nữa. Đây, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng người anh em Nuno. Đây, không thấy bụng đâu cả. Ui, bụng eo kì bôi. Thôi chắc là cũng không sao. Rồi, Real Show ấy nhở. Thông đạo của chúng tôi. Ui, mạnh quá. Cứ một nuốt một mạng này thì mình nghĩ là anh em cũng phải thử nhanh còn kịp thôi chứ. Thực sự này nó quá là lỗi rồi. Ok, 20.000 đam thì là cũng không thể được nhiều lắm. Có bằng Ground này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình. Bye bye anh em.